Tập 5. Ồ, sao đi đến đâu cũng gặp Win vậy? Anh nói gì vậy? Nhắc Tào Tháo tới rồi kìa. Ôi da, tự nhiên đau bụng quá anh Lâm à. Colette, tôi phải vào toilet một lát đã. Tôi xin phép đi trước nha anh Lâm. Tôi chịu hết nổi rồi. Colette à. Anh Lâm ơi, em mời anh Win tới đây ăn cơm cùng, vì chuyện mà xảy ra bữa trước đó. Thật ra cô không cần làm vậy đâu. Hôm đó tôi cũng xử sự không được hay cho lắm, cô không cần để trong lòng. Vậy không được, em đã quyết định rồi. Vậy chúng ta ngồi xuống trước đi. Được rồi. Anh Lâm tới già vậy? Chắc không phải anh đi một mình đó chứ? Anh tới với một người bạn. Cô ấy mới vào toilet rồi. Bạn? Bạn nào vậy? Hay là người bạn mà hôm đó anh đưa đến nhà mình? Đúng, cô ấy đến đây thăm bạn. Anh đang giấu bạn gái đúng không? Nhưng mà không sao, vậy thì chúng ta sẽ có hai cặp quen biết nhau. Cô Sao à, tôi không nghĩ là ba cô sẽ vui trước quyết định này của cô đâu. Em với ba em không đồng nhất ý kiến với nhau. Dù cả thế giới này ghét anh thì em vẫn ở bên anh. Được rồi, anh xem thực đơn đi. Gì vậy? Hả? Anh nói sao? Bây giờ ông ấy sao rồi? Được được, tôi sẽ về nhà ngay. Ai bị sao vậy? Anh Uông gọi điện tới, nói ba bị đau bao tử nhưng không chịu đi bệnh viện. Em cũng phải đi đây. Được rồi. Ê, Win, từ khi bà Đương chết, mày tìm không được đàn bà nên nhắm mục tiêu vào con gái của trưởng thôn hả? Ê! Bà cố tình nói dối, gạt con với anh về nhà để bà sai người tới đó đánh anh Nguyên đúng không? Nếu bà đã không thể ngăn cản mối quan hệ giữa con với nó thì bà phải cho nó một trận đòn thôi. Bà có biết là bạn con cũng có mặt trong nhà hàng đó? Lần trước cô ấy đã nhìn thấy trong nhà mình có rất nhiều giang hồ rồi. Nè Lâm, vậy thì đã sao chưa? Lo cho người dân. Con lo cho ba đó. Làm như vậy là phạm pháp đó ba. Thì sao? Ai mà dám bắt ba của con chứ? Hả? Rồi sao? Ba nói cho con biết, từ bây giờ không được qua lại với bọn chúng nữa. Nếu không ba giết chết nó luôn đó. Nếu ba đã muốn lấy trang trại đôi đường thì tại sao phải bạo lực như vậy? Ba càng làm như vậy thì con càng muốn lấy anh Win hơn thôi. Một kế hoạch ngu ngốc như vậy ba không chấp nhận. Ba không muốn nó trở thành con rể của ba. Ba!
Cho tôi xin lỗi vì không nghe điện thoại của anh nha. Anh Lâm không cần xin lỗi tôi đâu. Là lỗi của tôi hết. Tại vì tôi đi toilet lâu quá. Lúc tôi ra khỏi nhà hàng, có nghe thấy tiếng người ẩu đả. Cô có nhìn thấy chuyện gì không? Tôi nghĩ chuyện xảy ra trước khi tôi ra ngoài. Vậy hôm khác chúng ta hẹn ăn cơm. Sao cậu lại không báo cảnh sát chứ? Chị Đương đã mất rồi. Tôi không muốn ai tới sỉ nhục chị ấy nữa. Đan vẫn chưa biết cậu bị thương. Tôi không có nói chuyện này cho ai biết hết. Làm tốt lắm. Anh Bun à, lúc chiều khi anh tới bệnh viện, cảnh sát có nói cho anh biết là ai đã đưa tôi tới bệnh viện hay không? Họ chỉ nói là có một người khách của nhà hàng đưa cậu tới, nhưng không biết người đó là ai hết. Chắc để lộ mất rồi. Cậu nói cái gì hả? Không có gì. Cũng khuya rồi, tôi vô xem ơn người sao đã. Cậu Win, nè, bụng của cậu còn đau lắm sao? Ở đâu vậy? Ấn vào xem đau chỗ nào. Tôi không sao. Đám giang hồ đó là cái bọn mà hôm trước đã đánh nhau với tôi. Hèn thật chứ. Đúng đó, tôi còn nhớ. Lúc đó cậu giống như nổi điên lên vậy. Không hiền lành như lúc bình thường. Bị thương thật rồi. Cậu bôi thuốc rồi vào trong nghỉ ngơi đi. Vậy là để lại sẹo rồi. Đúng ra cậu nên nghe lời bà chủ đương, tháo băng quấn đó ra. Nhưng cậu lại không nghe. Xóa được vết sẹo thì sao chứ? Hồi ức đó giữ mãi mãi không thể xóa được. Tôi biết là rất khó, nhưng cứ để nó đi theo cậu tới suốt cuộc đời thì không tốt lắm đâu. Nè, chị đang theo dõi ba em với anh Quyên đó hả? Làm gì có. Chị vô tình đi ngang qua, cho nên nghe thử coi họ nói chuyện gì. Chứ chị đang buồn ngủ muốn chết đây nè. Buồn ngủ quá, chị đi nha. Cơm gì mà vợ muốn chết. Sếp, sếp, đừng có kén chọn. Có ăn là may lắm rồi, lo ăn đi, còn hơn phải ăn cơm tù. Người ta là quý tộc mà mẹ. Quý tộc hết thời. Mẹ, mẹ ăn cơm trước đi. Anh Thu Anh đang trên đường đến đây. Ai mà nuốt vô rồi. Nhìn người ta kìa, con cái người ta thì tới bảo lãnh cho cha mẹ ra khỏi đây hết trơn rồi. Cái đứa như thằng Thu Anh thì có thể làm được trò trống gì mà trông vô nó chứ. Lali. Hai. Cả nhà sum họp đông đủ quá hả? Đây là Q. Chào mọi người. Tôi xin giới thiệu, tôi tên là Q. Đây là chị gái của anh, còn đây là anh rể của anh. Ê trời ơi, chị Q. Nè, thường ngày á,
Thun thường hay nhắc tới chị với chúng tôi lắm đó. Thun nói chị Kiều đây có tấm lòng rộng rãi như sông như biển. Bất kỳ ai nếu gặp khó khăn, chị đều sẵn sàng đưa tay ra giúp đỡ. Thun đúng thật là dễ thương thật đó nha. Như vậy đi, em sẽ bảo lãnh mọi người ra. Bây giờ tôi về công ty, lo một vài việc trước đã nha. Nè, cậu Thun, bảo lãnh chúng tôi ra hả? Đúng rồi anh, Kiều là nhà từ thiện, quen biết rất nhiều nhân vật lớn nhỏ, bà ấy mà nhờ là được thôi. Nếu được như vậy thì tốt quá rồi con. Nè, bà Kiều đó là mẹ của cô gái mà con làm cho nó có thai có đúng không? Không phải đâu mẹ. Chuyện cô gái đó Kiều đã giải quyết ổn thỏa giúp con rồi. Bà Kiều đó là vợ của con á. Cảm ơn em. Kiều đây là chủ của khách sạn Samsi nằm bên bờ sông Boria. Chị có thể qua đó ở. Nếu như mọi người có hứng thú thì em sẽ để cho mọi người ở miễn phí ha. Đây là thiệp mời của em và cặp visit của em. Chị định tụi chị sẽ đi hưởng tuần trăng mật thêm một tháng nữa. Cảm ơn em nha. Chị không cần phải sáo đâu. À, em xin lỗi mọi người nhà mình nha. Thư ký vừa mới nhắc em là em sắp có một cuộc họp với khách nước ngoài rồi. Bây giờ em phải về tham gia cuộc họp. Được, em đi nha. Chào, con chào mẹ con đi nha mẹ. Xin chào. Ôi, thấy ghê quá. Sao tôi lại có một đứa con dâu tuổi tác ngang ngửa với tôi như vậy được chứ? Sau này chắc nó còn cặp kè với cái bà bằng tuổi bà ngoại nó. Bây giờ mẹ phải vô trong nằm nghỉ chút xíu đã. Chịu không nổi. Em à, anh không hiểu nổi em trai của em luôn. Sao thích bà đó được chứ? Nói không chừng á, cái bà đó thích nó trước đó chứ. Anh coi, nó là sen trội của gia đình em mà. Nhờ nó thì chúng ta mới được thả ra đó. Nè, Lali, em đó, không có bệnh nhân hay sao mà đứng đây hoài vậy? Khám làm sao để mấy người già đó họ chết cho nhanh đi, rồi để gia tài lại cho em nhanh, hiểu chưa? Em là người có đạo đức với nghề nghiệp của mình đó chị. Em sẽ không làm mấy chuyện ngu ngốc đó đâu. Đi anh, tối nay chúng ta sẽ mở tiệc ăn mừng được tự do. Ui, anh làm gì có nhiều tiền mà ăn mừng. Ui, nè, đây là khách sạn của em dâu mình mà, sợ gì chứ? Ai dám tính tiền mình? Ha, em nói đúng đó. Đi, đi thôi, đi thôi, cầm túi xách đi. Ăn mừng thôi. Đi. Cố gắng lên, cố gắng lên, Rakanya. Ngon lắm luôn. Anh không tin đâu. Em biết là anh thèm ăn lắm. Anh đưa tiền, em cũng không cho anh ăn đâu. Em hiểu anh ghê ha. Đúng vào lúc người thợ săn đang tập trung vào mũi tên của mình thì kiến từ từ bò lên chân của anh ta, sau đó cắn anh ta một cái thật đau. Tiếp đi, tiếp đi. Người thợ săn bị đau bất ngờ la lên: đau quá, đau quá, đau quá. Mũi tên của anh ta vì vậy đã bị lệch hướng, không bắn trúng và bồ câu bay đi mất luôn. Chim bồ câu rất biết ơn kiến và nói: cảm ơn nha bạn kiến nhỏ. Vỗ tay nào. Anh ơi. Tặng anh. Cảm ơn em nha. Dạ. Anh thấy gì không? Gieo nhân tốt thì quả tốt sẽ đến rất là nhanh.
Người đâu mất rồi? Con bé ra ngoài chạy chơi với thằng Rơm rồi đó. Vậy nó làm xong bài tập chính tả chưa? Kể từ sau cái hôm mà cậu đem cô sao ra dọa con bé đó nha, nó rất chăm chỉ học hành á. Cậu Win à, có khi nào cậu nghĩ đến chuyện để cho cô sao trở thành mẹ mới của ông ơi không vậy? Chị Quan à, tôi chưa nghĩ đến chuyện yêu người phụ nữ khác đâu. Chị mua cái đó về sao? Ôi, không phải đâu, không phải tôi mua đâu. Đem đổ nó đi, tôi không thích ăn đâu. Đem bỏ đi. Gì vậy chứ? Chẳng lẽ anh ấy đã quên rồi sao? Ôi! Ai đó? Cô Win, xảy ra chuyện gì? Trưởng thôn sai người đến theo dõi chúng ta đó. Hắn chạy hướng này nè. Anh Quân theo tôi. Dạ. Mày lại hả? Y Ben. Hả? Ben. Chị Quan, chị gạt tôi nhờ một kẻ nghiền ngập vào đây làm việc hay sao chứ? Tôi biết lỗi rồi. Tôi cũng đâu có biết thằng quỷ này là nghiền ngập tới như vậy. Thằng khốn kiếp này. Tao tốt bụng xin cho mày vô đây làm, mày báo đáp lại tao như vậy đó hả? Cô ơi, có chuyện gì lớn đâu mà cô nói như vậy? Mày còn dám nói như vậy? Dám nói như vậy hả? Chuyện nhỏ lắm sao? Xin cậu tha cho nó nha cô Win. Đừng giao cho cảnh sát nha. Nha, tôi xin cậu đó. Với trạng thái như vậy, làm gì còn không nổi thì lập được thành tích gì chứ? Nói đi. Nè, nói đi. Ai làm bản hiệu giùm cho cậu vậy? Nói tôi biết ai làm giùm cho cậu. Nếu cậu không nói, tôi sẽ giao cậu cho cảnh sát đó. Không có ai đâu. Không có ai đâu cậu Win à. Không có. Chị cũng biết chuyện này luôn sao? Tôi đã làm xong công việc hết rồi. Anh có thể đưa cho ông chủ anh xem thành quả như thế nào ha? Không cần đâu, tôi đã ở đây rồi. Cậu Win biết hết sự thật rồi. Anh Win à, đưa thằng này tới đồn cảnh sát đi. Còn cô ra đây với tôi. Không, buông ra. Không. Thằng khốn này. Cậu Bun, tha cho nó đi mà cậu. Chị Quan à, chị không nên chịu hư nó. Nếu không á, có ngày nó không làm chủ được mình đâu. Đi thôi tôi Ben. Xin cậu mà. Nè, Ben, thằng khốn này, quay lại đi, Ben. Xuống xe đi. Đừng mà. Quay về Bangkok đi. Sao anh biết em sống ở Bangkok chứ? Em biết mà. Anh vẫn còn nhớ tới em. Nếu không thì anh đã không đuổi em đi như vậy rồi.
Cô và Iben đều dối trá với tôi. Có người chủ nào lại muốn thuê một nhà thiết kế có lòng dạ gian trá như cô chứ? May là tôi chưa kêu cảnh sát bắt cô đó. Lo đem tiền đi bảo lãnh chồng của cô ra đi. Chị Mon đã chết rồi. Trước khi chết, chị ấy kêu em nói lại với anh. Chị ấy xin lỗi anh. Cầu xin anh tha thứ cho chị ấy. Em cũng vậy. Em cũng muốn xin lỗi anh vì ba em chiếm công ty của chú Quy Cha. Đừng bịa chuyện nữa. Ai chết hay sống không liên quan tới tôi. Anh còn nhớ cái này không? Cậu Win Iben đã chạy trốn khỏi trang trại rồi. Tôi nghe nói cậu ta chạy theo hướng đông. Bây giờ tôi đang đưa người đi tìm cậu ta đi. Khỏi tìm nữa, chúng ta về. Canh chừng kỹ những người ra vào. Không được để cô gái đó vào trong trang trại nữa. Ai vậy? Cậu Win. Tôi đã biết lỗi rồi. Bây giờ thằng Ben đã bỏ đi. Còn tôi, cậu Win muốn trừng phạt thế nào á, tôi cũng sẵn sàng chấp nhận tất cả. Chị Wan à, cháu trai của chị không quan tâm gì tới vợ cậu ta hết. Cậu ta nỡ lòng nào bỏ trốn một mình như vậy chứ? Cô ta không phải là vợ của Iben đâu. Cô ta là em gái tôi. Vì gây cãi với người ở trong nhà cho nên muốn vào đây làm. Nhưng tôi từ chối, cho nên cô ấy trà trộn vào đây. Vậy tại sao không cho cô ấy vào? Đều là người nhà. Mà cô ấy cũng rất tài giỏi nữa. Thuê cô ấy cũng đáng mà. Cậu không đồng ý là đúng lắm. Tại sao cậu Win phải sống ở đây? Vì ba cậu ấy bị bạn thân gạt nên cậu ấy không muốn qua lại gì với bọn họ nữa. Đúng như vậy đó chị Quan à. Chuyện gì? Cậu Win à, trong trang trại xuất hiện nhiều sâu bệnh. Tôi ra xem sao. Nu, em làm gì ở đây? Chị giúp em chứ.
cà phê có thể phát triển được không phải nhờ đất đai màu mỡ, mà là nhờ công chăm sóc của những người nông dân chúng ta. Cho nên chúng ta phải nhanh lên diệt hết sâu bệnh trước khi chúng lan rộng hơn. Nè, bên kia xong chưa? Nè, bên kia nữa, qua bên kia giúp một tay đi. Bên này làm xong chưa? Làm việc kiểu gì vậy? Bên này vẫn còn nè, kêu thuê thêm người mà không chịu nghe, làm việc không chịu nghĩ xa gì hết trơn. Ai đó? Em đây. Tôi đã đưa cô đi rồi kia mà, sao cô còn quay lại nữa? Bởi vì em thông minh nên em quay lại được. Lén vào trang trại người khác, tôi sẽ đưa cô đến đồn cảnh sát thưa cô tội ăn cắp đó. Cô nghĩ là tôi không dám hay sao? Người khác? Trang trại của anh thì cũng như trang trại của em thôi. Đi. Anh Quy, nè, chờ chút đã. Có sâu bệnh nè. Sâu đúng không? Anh sẽ có sâu nè. Sâu bệnh, sâu bệnh. Trên mấy cây khác cũng có nữa. Để em giúp anh nha. Không cần đâu. Lo thu xếp hành lý đi đi, trước khi tôi gọi cảnh sát tới. Em không quan tâm anh giận ba em với chị em tới mức nào, nhưng anh đối xử với em như vậy là không công bằng chút nào. Anh Quyên à, nếu như anh không chịu nói chuyện với em như vậy thì em sẽ không đi đâu hết. Em không còn nơi nào để đi. Em đã cãi nhau với ba vì anh đó. Bây giờ ba em đã cắt đứt quan hệ với em luôn rồi. Trong người em cũng không có tiền bạc gì, nên em tới đây gặp anh để nhờ anh giúp đỡ cho em ở đây thôi. Sao anh lại tàn nhẫn giả vờ không nhớ em vậy? Anh không xem tình anh em của chúng ta ra gì hay sao? Tôi nói tiếng người mà cô nghe không hiểu hay sao? Tôi không có quen biết cô. Cô cũng đừng kêu tôi bằng anh nữa. Tôi không có em gái như cô. Theo tôi. Anh Quyên à, bây giờ cũng đã khuya quá rồi. Anh mà đuổi em đi, lỡ có người bắt cóc em thì biết phải làm sao? Kệ cô thôi. Khoan đã anh Quyên. Anh Quyên. Anh Quyên. Hình như anh Quyên đưa chị Nu về đây kìa mẹ. Lo ăn cơm đi con. Sao cô lại quay trở lại đây? Cô ta trốn vào đây. Dọn cho cô ta một phòng để ngủ lại tối hôm nay. Ngày mai kiếm chỗ nào sang chút giúp cô ta đi. Tôi không muốn thấy cô ta nữa. Người nào giúp cô ta, tôi sẽ đuổi việc luôn người đó. Được rồi. Lúc anh Quyên gặp tai nạn giao thông, có phải anh ấy mất hoàn toàn trí nhớ? Anh ấy không còn nhớ được gì hết, có đúng không? Làm sao cô biết chuyện này? Hay cô chính là bọn người muốn giết cậu Quyên? Có người muốn giết anh Quyên sao? Đúng. Không phải là tôi đâu. Tôi đọc trên báo mới biết là anh ấy gặp tai nạn. Nhưng mà ai muốn giết anh Quyên vậy? Tại sao họ lại muốn giết anh ấy chứ? Anh nói cho tôi biết đi, có được không? Đan, đưa cô ta về phòng đi. Chị Đan, chị biết mà đúng không? Anh Buôn cũng không nói cho chị biết gì hết. Nhưng mà ngày mai á, em phải rời khỏi đây rồi. Chị không có giúp được em đâu. Nếu không chính chị cũng bị đuổi việc luôn. Alo. Nhân viên của cậu cũng khá thiệt. Mấy mẫu bên tôi cần, cậu cho thử nghiệm chưa? Nếu như mà thành công, bọn tôi sẽ mua bản quyền. Đừng quên đưa nhân viên thiết kế qua cho tôi. Tôi muốn thuê anh ta. Giờ lấy thiết kế đó. Hả? Vậy sao Lết lại ở chỗ cậu? Cô ta theo tôi tới đây, đóng giả thành công nhân của trang trại, nhưng bị tôi bắt được và đuổi về rồi. Bên tôi cần tìm một nhân viên thiết kế mới. Tôi không muốn có liên quan gì tới cô ta nữa. Nghĩ cho kỹ nha. Lết không liên quan gì đến những chuyện mà ba cô ấy làm với cậu. Cậu không thể bắt cô ấy chịu trách nhiệm được. Như vậy là bất công. Có thể cô ta được ba,
sai tới giám sát tôi thì sao? Nếu chuyện cậu nói là thật thì người muốn giết cậu đã tới từ lâu rồi. Bây giờ tôi không thể tin bất cứ ai hết. Dù cô ta không biết những việc mà bà cô ta đã làm, tôi cũng không thể gặp lại cô ta. Đau lòng. Đồ đạc, rồi lên chuyến xe đi thành phố. Chắc cô ấy đã hiểu ra sự việc rồi. Ơi, cậu Win, cậu Win à. Có chuyện gì vậy? Ông ơi, đang trèo lên một cái cây rất là cao. Nói sao, nó cũng không chịu leo xuống. Tôi sợ là nó ngã gãy tay gãy chân đó. Em mau xuống đi Ơn ơi. Nghe là anh xuống đây đi. Nếu không sẽ bị té đó. Không được, em mà xuống bong bóng sẽ bay mất. Nếu như em không chịu xuống, anh nghỉ chơi, không chơi với em nữa đâu. Không chơi nữa thì thôi, kể từ giờ em sẽ không cho anh ăn bánh kẹo của em nữa đâu. Ơn ơi, cẩn thận. Nè, Ơn ơi à. Ơn ơi. Cô chủ. Cô có sao không? Có sao không vậy? Trôm à, con đưa cô ta quay lại có đúng không? Dạ không phải, tự nhiên chị ấy xuất hiện chứ con không có biết gì hết mà. Ba ơi, lúc nãy là nhờ chị xinh đẹp này cứu con đó. Ba ơi, ba cứu chị ấy đi. Qua đây. Chắc cô ấy ngất xỉu rồi. Chỉ bị say sát, do bị cành cây quẹt trúng nên chắc cũng không nghiêm trọng lắm đâu. Anh Buôn à, cho người đưa cô ta về thành phố, sau đó đợi đến khi cô ta lên xe buýt về nhà. Dạ được. Đau đầu. Ơi, đau cổ, lưng cũng đau, cả chân cũng đau nữa. Chắc tôi phải ở lại đây chứ không đi nổi đâu. Ở đây không phải là bệnh viện. Nếu cô muốn chết thì chết xa xa một chút đi. Nhưng mà em đau quá không chịu nổi. Ơn ơi có thể làm chứng cho em được mà. Đầu của em và Ơn ơi đập vào nhau. Khó chịu quá, em muốn ở lại đây nghỉ ngơi. Em xin anh đó, nếu em đi có thể đầu em sẽ bị sưng hoặc bị chấn thương sọ não gì thì sao. Em cần nghỉ ngơi để dưỡng thương. Đúng đó ba, đầu của con cũng đau lắm. Anh Buôn à, đưa cô ta đến bệnh viện khám, trả viện phí cho cô ta. Ơn ơi à, chị lét sợ tới bệnh viện lắm. Chị lét sợ bác sĩ. Chị lét sợ bị chích kim lắm. Chị lét thấy sợ lắm. Chị không muốn đi bệnh viện chút nào đâu. Ơn ơi có thể ở lại đây với chị được không? Ba ơi, ba tội nghiệp chị xinh đẹp một chút đi. Chị ấy là người đã cứu con, cho nên con phải biết ơn chị ấy có đúng không? Ừ. Cô giáo dạy con phải biết nhớ ơn người giúp mình và phải báo đáp ơn đó đó ba. Ừ. Được rồi, tôi có thể cho cô ở lại đây. Nhưng khi nào cô khỏe lại phải lập tức đi ngay.
Cô cũng lì thật đó cô Nu. Nu Lét. Đang nói tên thật của cô là Nu Lét. Dạ. Con xin lỗi dì Quan nhiều nha. Đã nói dối con là vợ của Iben. Thật may là có cô tới cứu ơn ở kịp thời đó. À, tôi cũng không trách móc gì cô đâu. Em nhớ chị nhiều lắm. Tại sao vậy? Chúng ta mới gặp nhau có một lần thôi mà. Tại chị nói chuyện hay lại xinh đẹp, còn rất dũng cảm nữa chứ. Chị là thần tượng của em đó. Vậy à, em làm em gái của chị đi nha. Được không? Chị làm giống ba em ghê. Cảm ơn. Chúc mừng sinh nhật nha. Cầm về vui với vợ con đi. Nước ép trái thơm này ngọt mát lắm mọi người ơi. Uống thêm một chút nữa nha. Ủa sao mọi người xúm hết bên kia vậy? Ủa không phải cô bị đuổi rồi sao? Ông chủ cho tôi quay lại rồi. Muốn thêm thì lấy nha. Nè, mọi người làm xong việc mới được uống nước nghỉ ngơi chứ. Đi đi. Cái gì đây? Đây là nước ép thơm. Anh có muốn uống không? Cô đang làm cái gì ở đây vậy hả? Cô muốn cái gì chứ? Em chỉ muốn ép nước thơm cho mọi người uống thôi. Chứ cho anh uống nữa. Hồi nhỏ anh đã dạy em làm. Em muốn anh nhớ lại mọi chuyện. Thôi đủ rồi. Không sao đâu anh Quy. Chúng ta còn rất nhiều kỷ niệm. Anh sẽ nhớ lại thôi. Cô rảnh lắm đúng không? Được. Anh lôi em đi đâu vậy? I just bring to protect my life here, that's all. I'm okay to get drenched. Because I haven't washed my hair anyway. Oh. Please return the brushes. What are these brushes for? Why do I have brushes here? Oh, ending. Yeah, I haven't washed my hair yet. Yeah, but I realized that you guys like to trigger me, man. You can boost the performance of the modems with yes, I'm trying to find an antenna, but I'm not sure what antenna to buy. If you guys have any good antenna, please recommend me from Amazon or anything. I will do anything for a better signal, so do suggest to me what you think can boost, because you know I'm a very short Asian girl, so you know my height is not going to reach the best signal, okay? Show me the Kara face if you guys agree. Being a tiny Asian girl, Kara, it's all your fault, man. You're not tall enough. I'm sorry. So every time when I realize it's crowded, I don't get signal, you know. I realize that people will get the signal first. I'm like, yo, okay, you can see. Okay, team 4, alright. Wear heels. Message Ashok for antennas. He knows everything. Okay, I'll go and ask him for tips. Ha then. Hello, Hyper. Yes. But I need to make a necklace or something. Is that a chest? It's a fake tattoo. Sorry, have any of you not realized this is a fake tattoo? Show me the sad face. This is a fake tattoo. Save some money and get a dual SIM card. Okay.
Hello, chocolate. Okay, so let me tell you guys once again for those people who have no idea about my stream. Let me tell you what's my plan moving